Lan Anh thấy là có rất là nhiều những cái điều đặc biệt ở đây, và đặc biệt là chúng ta được giao lưu với những người mà đang đang bắt đầu làm về thị trường crypto rất là thành công, và đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này. Thì không có lý do gì mà buổi ngày hôm nay mà chúng ta có những người thân của mình, có những nhà đầu tư thiên thần mà chúng ta không đẩy vào Zoom này, thì đấy là một điều rất là đáng tiếc đấy ạ. Và cả nhà mình thì bắt đầu sẵn sàng, thì cho Lan Anh xin một số 1 được không ạ? Hãy nhắn cho Lan Anh một số 1 được không ạ? Vâng, Zoom ta lên 90 người rồi ạ. Dạ vâng, em cảm ơn. Rất là cảm ơn. Dạ vâng. 90 người rồi, và chúng ta có 2 phút nữa để chúng ta đẩy Zoom này với một cái mục tiêu, đó là các leader mà kiếm triệu đô, mà với Zoom 90 người này là chưa đủ đâu ạ. Chúng ta tiếp tục đi ạ. Tiếp tục đẩy lên nhóm, và tiếp tục đẩy những người thân yêu của mình vào, tiếp tục đẩy những nhà đầu tư thiên thần vào đây ạ. Buổi hôm nay là buổi mà cực kỳ quan trọng và rất rất quan trọng đi ạ. Dạ. À, vâng, và bây giờ thì chắc là cũng không để cho tất cả các quý vị cô chú anh chị đợi lâu hơn nữa, bởi vì ngày hôm nay, buổi hôm nay là một buổi rất là đặc biệt mà chúng ta được trải nghiệm những cái kiến thức đến từ thị trường crypto. Và trong thời gian vừa qua thì Lan Anh cũng rất là may mắn, đó là được tham gia vào trong thị trường crypto này là một điều rất may mắn với thị trường thời điểm hiện tại. Và một điều may mắn hơn đó là Lan Anh cũng được đồng hành và được hợp tác và được sự chia sẻ với cả một người tuyến trên đã đồng hành với Lan Anh trong cái thời gian vừa qua, và một người mà đã cho Lan Anh rất là nhiều kiến thức, mà có thể là qua 2 cái giai đoạn gặp rất là nhiều những cái gọi là những thông tin mà mình chưa bao giờ mình nghĩ tới rằng là mình sẽ trải nghiệm, mà mình đã, và nhờ có anh ấy và Lan Anh cũng đã phải nói là đi đến thị trường này và đến ngày hôm nay gọi là làm một cách gọi là quyết liệt, và đến bây giờ thì để mà có được một cái cộng đồng cũng như là để mà có được những kiến thức như thế này mà Lan Anh có thể ra ngoài được để mà triển khai ở ngoài thị trường, và hiện nay thì cũng đang phát triển rất là nhiều các tỉnh, và cũng đã rất là đông nhà đầu tư rồi, và anh ấy cũng là một trong những người mà phải nói là rất nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường crypto, và đặc biệt là anh ấy nghiên cứu rất sâu về cái dự án về FCF, về dự án về FSP mà chúng ta đang triển khai, và rất là nhiều những kiến thức về nền tảng đi rất là sâu đó, và cũng đẩy đến thị trường đến ngày hôm nay, cũng đi vào Nam ra Bắc rồi đi các thị trường quốc tế, đi các thị trường châu Âu để học hỏi, để mang những kinh nghiệm, những kiến thức đó để về để truyền tải lại với những nhà đầu tư thiên thần ở tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Lan Anh muốn giới thiệu lên đây một người mà đã dìu dắt, đồng hành và dìu dắt Lan Anh trong thời gian qua và rất nhiều kinh nghiệm cho thị trường này, và các cô chú anh chị và các bạn có muốn gặp một người đặc biệt này không ạ? Và nếu như muốn thì chúng ta hãy dành một tâm trạng tốt nhất, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón lên đây một người lãnh đạo, một người rất nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường crypto, đó là xin mời anh Chí Trần ạ. Anh Chí Trần có đây không ạ? Anh chị mở mic. Rất chí mở mic ạ. Ok. À, xin chào cả nhà. Nãy giờ cái mic không có mở lên được. Chào cả nhà, cảm ơn cả nhà. Thì lời đầu tiên chỉ gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay đã dành cái thời gian quý báu của mình để tham gia cùng buổi Zoom, tham gia cái buổi mà chúng ta tìm hiểu về cái FFB.
về một cái sàn phi tập trung của nền tảng blockchain SSF. Thì trước khi Chí đi vào một vài cái thông tin thì Chí cảm ơn bạn MC xinh đẹp cũng đã có những cái lời rất là khá là tốt về 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 Chí. Cảm ơn, cảm ơn MC Lan Anh ạ. Thì lời đầu tiên thì Chí cảm ơn ekip đã cho Chí được cơ hội ngày hôm nay chia sẻ một vài cái thông tin tổng quan về cái thị trường xu thế sắp tới, đó là DeFi. Thì trước tiên Chí chia sẻ cái thông tin thì Chí xin giới thiệu tên đầy đủ của Chí là Trần Văn Chí, sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Thì hiện tại thì đang sinh sống tại Sài Gòn. Thì Chí trước khi đi vào cái lĩnh vực tài chính này mà vào năm 2015, thì trước đó Chí có mở một vài doanh nghiệp. Và từ khi 2015 khi biết đến cái thị trường tài chính này, thị trường crypto này, thì thật sự Chí rất là đam mê, gần như là nghiện á, nghiện về cái thị trường này á các anh chị, và nghiện một cách gọi là theo cái nền tảng blockchain chính thống á. Vâng, thì qua rất là nhiều dự án thì đến tiếp tục đến cái dự án SCF này, nền tảng blockchain SCF này, thì Chí chính thức là fan cuồng, nghĩa là một cái người cuồng về về SCF. Bởi vì sao? Bởi vì nó có rất là nhiều lý do các anh chị, rất là nhiều lý do. Nó không chỉ đơn giản là một cái nền tảng công nghệ, mà nó là một cái nền tảng, nó có thể là khả năng cao, nó là một cái sự kết nối giữa cái nền tảng công nghệ blockchain với kinh tế truyền thống. Mà cái kinh tế truyền thống là một cái thị trường rất là lớn, cực kỳ lớn của kinh tế thế giới các anh chị. Vâng, vậy thì tại sao Chí nói rằng là nó là một cái cơ hội rất là lớn để kết nối kinh tế truyền thống với lại blockchain? Thì ngày hôm nay Chí sẽ có một vài thông tin, có nghĩa là Chí gọi là sao, Chí tìm hiểu được và thu thập được những cái thông tin, và ngày hôm nay Chí sâu chuỗi lại những cái thông tin đó và để gửi đến các anh chị tại sao chúng ta tập trung vào nền tảng blockchain, tại sao chúng ta tập trung vào DeFi, tài chính phi tập trung. Đấy là những cái lý do mà Chí muốn chia sẻ một vài thông tin. Thì Chí bắt đầu, xin phép được bắt đầu các anh chị. Chí xin phép chia sẻ màn hình ạ. Cho cấp quyền để chia sẻ màn hình đi. Ok anh. Cho anh cái chia sẻ màn hình. Ok. Ok, xin chào cả nhà. Thì đây là Chí sẽ có một vài thông tin để cho các anh chị, các cô chú hiểu hơn là tại sao chúng ta nên tập trung vào cái lĩnh vực DeFi trong thời gian sắp tới. Nó có phải là cái xu thế thật sự hay là chỉ là một cái sự FOMO hoặc là một cái thông tin nào đó? Thì thật sự ra là nó là một cái xu thế thật sự các anh chị. Vậy thì Chí ở đây Chí sẽ sâu chuỗi một vài cái thông tin. Thì có rất là nhiều thông tin nói rằng là DeFi đó là một tài chính phi tập trung, nó là tương lai của tài chính và là kết nối với công nghệ chuỗi khối ha. DeFi trên công nghệ chuỗi khối, đó là tương lai của tài chính của thế giới sắp tới. Vì sao ạ? Cái này không phải là những cái thông tin ha, những thông tin mà nó là những cái gọi là quyết định, cũng như là những cái tổ chức á, họ đang tập trung rất là nhiều vào cái DeFi này. Ví dụ như ở một cái tổ chức gọi là tổ chức chứng khoán toàn cầu, thì họ vừa rồi họ có một cái khuyến nghị để đề cập đến cái vấn đề là làm sao chúng ta hiểu, nên hiểu và đánh giá mối liên kết giữa thị trường DeFi, thị trường tài sản tiền điện tử, và rộng hơn nữa đó là kết nối với kinh tế truyền thống. Đó là tổ chức quốc tế về chứng khoán đó các anh chị. Đấy. Và thêm một cái tổ chức, đó là một cái cục mà gọi là cục tài chính bảo vệ người tiêu dùng. Họ đề xuất làm sao ứng dụng tài sản kỹ thuật số vào thanh toán. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là dùng thanh toán trên blockchain. Đấy các anh chị, có nghĩa là kết nối kinh tế truyền thống bằng cách thanh toán trên blockchain.
À, đây là cục bảo vệ người tiêu dùng, cục tài chính bảo vệ người tiêu dùng, họ đưa ra những cái yêu cầu nó như thế chứ không phải rằng là những một vài thông tin thôi các anh chị ha. Rồi kế tiếp, ngay cả cái cục dự trữ, ngay cả hội đồng thống đốc đốc của hệ thống dự trữ liên bang hay còn gọi là Fed, các anh chị, họ cũng ra rất là nhiều cái thông tin và những cái chính sách, những cái yêu cầu để làm sao là kết nối kinh tế truyền thống vào blockchain các anh chị. Đấy, có nghĩa là ngày 9 tháng 9 vừa rồi năm 2023 thì cái vấn đề nằm chỗ là ý nghĩa ổn định về tài chính, thì họ muốn rằng là làm sao cái kinh tế truyền thống này kết nối được blockchain. À, vậy thì cái việc kết nối blockchain bằng cách đó là họ xuất bản một cái, phát hành một cái tài liệu đó là về token hóa các anh chị. Để kết nối được kinh tế truyền thống với blockchain thì nó liên quan đến gọi là token hóa về tài sản. Vậy thì để một token hóa về tài sản thì những cái yếu tố nào để token hóa được, thì ở Fed họ nhấn mạnh có 5 cái điểm. 5 cái điểm. Thì thứ nhất đó là một blockchain, tại một chuỗi khối. Thứ hai đó là sao? Một tài sản tham chiếu, có nghĩa là một cái doanh nghiệp đó họ phải có tài sản. Cái thứ ba nữa là sao? Họ phải có cơ sở để tham chiếu cái tài sản đó, có nghĩa là có những cái chỉ tiêu, những cái thông số để đánh giá. Cái thứ tư đó là phương tiện để lưu trữ hoặc gọi là chuyển ấy. Thì phương tiện lưu trữ ở đây chúng ta gọi nôm na đó là ví các anh chị, ví blockchain. À, và cái thứ năm nữa đó là sao? Một cái trình gọi là giao diện hoán đổi hoặc là gọi là cái sàn giao dịch đó, cái nơi hoán đổi đó các anh chị, thì chúng ta gọi là DeFi đó, có nghĩa là giao thức DeFi phi tập trung, chúng ta hoán đổi phi tập trung. Vậy thì năm cái tiêu chí này cộng với một cái tiêu chí rất là quan trọng đó là stablecoin các anh chị, cũng chính Fed, cũng chính cái hội đồng thống đốc đốc của hệ thống dự trữ liên bang này, họ khẳng định rằng là stablecoin đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc thanh toán sắp tới các anh chị, trong xu thế tương lai sắp tới. Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì cái stablecoin này nó mang cái tính ổn định của tiền fiat. À, và thứ hai nữa là nó mang về yếu tố kỹ thuật của blockchain, nên nó đóng vai trò rất là quan trọng, và chính cái hội đồng thống đốc hệ thống dự trữ liên bang này họ đã khẳng định như thế, cũng như cái khối xây dựng 18 họ đang cố gắng làm sao họ thông báo rằng hãy thúc đẩy tính lành mạnh của stablecoin để làm sao cái toàn cầu hóa cho việc thanh toán xuyên chuỗi, xuyên biên giới. Đấy, thì cái vấn đề này nó không phải là chỉ là một cái chúng ta chơi chúng ta biết, mà đó là một cái gọi là mục tiêu rất là lớn của cả một nền kinh tế thế giới, của cả rất là nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, trong có Liên minh châu Âu, rất là nhiều quốc gia trên thế giới họ đang tập trung vào các anh chị. Và điều đặc biệt nó như thế này, để mà có được một cái nền tảng đó thì không phải là cơ quan chính phủ cung cấp, cũng không phải là ngân hàng cung cấp, mà nó là một đơn vị thứ ba phi ngân hàng các anh chị ha. Các anh chị hiểu rõ rằng đây là một cái đơn vị thứ ba phi ngân hàng, phi chính phủ cung cấp nền tảng về blockchain, có nghĩa là một cái công ty nào đó về công nghệ, họ có thể tạo ra được một công nghệ và họ cung cấp cái công nghệ đó để phục vụ cho cái dịch vụ thanh toán và liên kết kinh tế truyền thống trong đời sống thực tế. Tại và chính cũng chính là cái hội đồng thống đốc của hệ thống dự trữ liên bang họ đã công bố như thế, họ chỉ là người giám sát thôi. Còn cái nơi một cái doanh nghiệp công nghệ đó họ cung cấp cái nền tảng về công nghệ đó, và cái người sử dụng đó là người tiêu dùng và ngân hàng. Và điều đặc biệt nữa là cái bang tiểu bang California thì họ đã vừa rồi họ ban hành cái chương trình đó là cấp phép cho kinh doanh tài sản kỹ thuật số. Đấy, có nghĩa là họ đã có một cái hạch là làm sao cấp phép cho những cái doanh nghiệp kinh doanh tài sản kỹ thuật số đó các anh chị. Và sắp tới thì từ 2024 đến 2025 ấy, thì tất cả các cái vấn đề về tài sản kỹ thuật số, tiền kỹ thuật số họ đi vào pháp lý hết các anh chị, họ đi vào pháp lý hết. Và điều đặc biệt như thế này nè, để làm sao có một cái nền tảng blockchain hoàn thiện kết nối kinh tế truyền thống và người tiêu dùng á, thì đó là một cái điều trăn trở và gọi là mục tiêu và mong muốn có của giới kỹ thuật, giới chuyên gia trong lĩnh vực blockchain, cũng như giới chuyên gia trong tài chính, cũng như những người đứng đầu trong các cái tổ chức chính trị. Thì hiện tại vẫn chưa, theo theo cái nhìn nhận chung á, thì vẫn chưa có một cái hệ thống blockchain gọi là tiêu chuẩn hóa để đáp ứng những điều đó các anh chị. Tại nó ghi rất là rõ các anh chị, có nghĩa là vẫn chưa tìm ra được một cái nền tảng blockchain gọi là tiêu chuẩn hóa để đáp ứng được cái nhu cầu gọi là
kinh tế hóa về blockchain, thanh toán trên hệ thống blockchain. Là song song với một blockchain đó thì vẫn chưa tìm được một cái giao thức, đây là những cái quan điểm ha, vẫn chưa tìm được một cái giao thức DeFi gọi là tiêu chuẩn, chưa tìm được một cái giao thức DeFi gọi là tiêu chuẩn để chúng ta có thể thanh toán được. Và điều đặc biệt trong cái một cái tiêu chí như này, để một cái giao thức DeFi gọi là tiêu chuẩn á, thì họ phải phân cấp hoàn toàn, nghĩa là phân cấp là một cái thành phần rất là quan trọng trong cái giao thức DeFi. Vậy thì cái giao thức DeFi đó, giao thức phi tập trung đó, họ phải phân cấp thì họ mới đáp ứng được cái chỉ tiêu, gọi là chỉ tiêu trong cái việc mà kết nối kinh tế truyền thống. Đấy. Vậy thì tại sao người ta luôn nói rằng DeFi là cái xu thế tài chính phi tập trung trong tương lai, nó sẽ thay đổi cái ngành tài chính trong tương lai. Đấy. Thì ở đây nó có bảy cái yếu tố mà cái ngành DeFi, cái ngành tài chính phi tập trung này nó sẽ thay đổi về kinh tế toàn cầu, nó là một xu thế sắp tới. Bởi vì nhất đó là có sẵn trên toàn cầu và minh bạch các anh chị ha, nó có sẵn. Thứ hai nó là loại bỏ sự cần thiết phụ thuộc vào một ngân hàng trung ương. Đấy. Cái thứ ba nữa là sao, cho phép tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính. Cái thứ tư nữa là không dựa vào bên thứ ba trung gian như ngân hàng hoặc là một cái đơn vị thứ ba nào đó. Cái yếu tố thứ năm đó là không có công ty hoặc nhân viên quản lý nó. Đấy, DeFi hoạt động dựa trên các hợp đồng thông minh thôi các anh chị. Cái thứ sáu đó là một số DApp có thể tương tác với các DApp khác, giống như việc lắp ghép các cái bộ Lego với nhau. Có nghĩa là những DApp blockchain đó, họ kết nối với nhau, họ tương tác với nhau và họ hoạt động với nhau, họ trở thành những cái mảnh ghép. Đấy. Và cái thứ bảy đó là gì? Tất cả những gì mà thế giới này cần, cái thị trường này cần, kinh tế truyền thống cần, thanh toán cần, nó chỉ là có internet, có thiết bị và có một cái ví tiền điện tử. Vậy thì internet chắc chắn là chúng ta có mặc định phải có, đúng các anh chị? Thiết bị là gì? Thiết bị là có phải là cái điện thoại của cá nhân của chúng ta. Tất cả trên toàn thế giới này, tất cả các cộng đồng, tất cả ai cũng vậy, hiện tại chúng ta đang có một thiết bị cá nhân, đó là điện thoại di động. Và yếu tố thứ ba nữa là gì? Ví tiền điện tử hay cái ví blockchain đấy. Đấy, có nghĩa là chỉ cần ba yếu tố đó thôi thì cái xu hướng kinh tế thế giới sẽ được vận hành trong 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 những trong cái ba yếu tố đó thôi. Thứ nhất là con người, thứ hai internet, thứ ba là một cái điện thoại, và thứ tư là cái ví blockchain. Đấy. Và thế giới song song, thế giới phẳng á, họ tiến tới một cách rất là nhanh để làm sao kết nối giữa kinh tế, để kết nối kinh tế với nhau á, làm sao để gọi là loại bỏ những cái trung gian và phát triển kinh tế một cách rất là nhanh các anh chị. Nên vì thế là sao, nên vì thế là một cái tổ chức gọi là Liên minh Cộng đồng Tiền điện tử Thế giới, họ xác định rằng là cái tài chính phi tập trung là một cái thực tiễn tốt nhất, một cái thực tiễn tốt nhất sắp tới, và nó mang rất là nhiều lợi ích các anh chị, mang rất là nhiều lợi ích. Nên vì thế làm sao, nên vì thế là có rất là nhiều người họ đã bỏ tiền vào để mua một cái token của một cái DeFi, nghĩa là token của một cái sàn phi tập trung nào đó. Bởi vì sao, những cái token đó nó tăng vọt và họ không muốn bỏ lỡ những cái sự tăng trưởng gọi là bùng nổ của những cái token đó. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là gì, là những cái chuyên gia về lĩnh vực về tài chính truyền thống á, họ bắt đầu chuyển dần, gọi là chuyển từ mô hình truyền thống sang cái mô hình DeFi. Bởi vì cái mô hình truyền thống nó đang gọi là sao, nó đang gọi là bị lỗi thời và bị thiển cận, nên những cái chuyên gia hàng đầu cũng như những cái tổ chức, những chuyên ngành về truyền thống đó, họ di chuyển vào cái DeFi hết các anh chị, để họ tiếp cận và họ bắt đầu đổ dồn về DeFi. Và cái yếu tố thứ ba nữa là sao, những cái doanh nhân á, những cái doanh nghiệp á, những nhà đầu tư lớn á, thì họ bắt đầu sao, họ nhảy vào trong cái vấn đề DeFi để họ thu hút vốn, họ đầu tư vào đó. Nên cái lĩnh vực DeFi họ đang rất là thu hút vốn hàng đầu thế giới và rất lớn trong 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 thời gian tới. Nên chúng ta không thể nào bỏ lỡ cái xu thế DeFi, bỏ lỡ cái xu thế tài chính phi tập trung này được. Đấy các anh chị ha, đó là những cái điều mà nó gọi là bắt buộc phải xảy ra, chứ không phải là dự trù, không phải là dự đoán nữa. Vậy thì cái điều lớn nhất mà nó sẽ xảy ra khi và nhất khi nó có một cái nền tảng blockchain hoàn chỉnh để làm sao để giải quyết những cái bài toán mà hiện tại kinh tế truyền thống cũng như là để xử lý thanh toán hiện tại đang cần. Vậy thì chính vì cái bối cảnh đó, chính vì bối cảnh đó thì hiện tại thì
Trí cũng như tất cả các anh chị em vừa rồi đã có cơ may cùng với tìm hiểu và phát triển cùng với một cái nền tảng, đó là nền tảng SFJ, blockchain của SF. Đây là một blockchain được gọi là blockchain tài chính tiêu chuẩn các anh chị. Đấy. Vì cái bối cảnh mà cái thị trường DeFi, cái xu thế DeFi nó bắt đầu sắp tới, thì cái tập đoàn này họ hiểu được cái điều đó nên họ mới nghiên cứu và cho ra một cái nền tảng blockchain để đáp ứng được những cái tiêu chí mà kinh tế truyền thống cũng như là việc thanh toán họ đang cần. Đấy, vì sao họ dựa trên? Họ dựa trên các cái nền tảng blockchain đã có, giống như Ethereum, giống như Solana. Họ kết hợp giữa hai cái tính năng của hai cái chuỗi blockchain này. Thứ nhất là blockchain Ethereum họ mang tính bảo mật và phi tập trung. Thứ hai là blockchain của Solana nó giúp cho cái việc liên chuỗi, xuyên chuỗi cũng như là tốc độ. Nên họ kết hợp hai cái chuỗi blockchain này. Thì SFChain họ giải quyết được bài toán tam giác bất khả thi mà hầu như trước đó mọi nền tảng blockchain đang mong muốn có. Và điều đặc biệt nữa các anh chị, điều đặc biệt ở SFChain là nó nhấn mạnh sau này nè, nó nhấn mạnh một điều rất là hay, đó là sao blockchain SFChain chuyển sang DPoS để cho phép phân cấp hoàn toàn. Cái phân cấp hoàn toàn này cho người người dùng á, cho những người dùng á, thì hồi nãy chứ có nói là giao thức DeFi nó có một yếu tố rất là quan trọng là phân cấp, nó đóng vai trò rất là quan trọng để một cái giao thức DeFi đạt tiêu chuẩn. Thì với SFChain trên này họ cũng có một cái tính năng đó là DPoS để cho phép phân cấp hoàn toàn. Tại thấy thấy cái nền tảng SFChain trên này họ chuẩn bị rất là chu đáo các anh chị. Và điều đặc biệt nữa, hồi nãy chứ nói rằng là cái cục Fed á, nó nói rằng là một cái nền tảng mà công nghệ của một đơn vị thứ ba á, đơn vị phi chính phủ họ cung cấp, họ cần những yếu tố gì ạ? Đầu tiên là một nền tảng blockchain hoàn chỉnh thì SFChain đã có. Thứ hai đó là một cái ví lưu trữ tài sản kỹ thuật số, lưu trữ tiền tệ trên đó. Thì SFChain họ cũng đã chuẩn bị một cái ví rất là tốt, rất là tuyệt vời các anh chị, để chúng ta có thể lưu trữ tiền điện tử trên đó các anh chị. Đấy. Và cái yếu tố thứ ba hồi nãy chỉ có nói đó là một stable coin đúng không các chị? Một stable coin. Cũng chính Fed họ đã nói rằng stable coin đóng vai trò rất là quan trọng trong tương lai cho vấn đề kết nối thanh toán và kết nối kinh tế truyền thống với blockchain. Thì ngay cả bản thân SFChain này họ cũng có một stable coin và là một loại tiền ổn định gốc. Đấy. Và điều đặc biệt trong cái Fed họ đưa ra năm tiêu chí đó, họ có nói một cái điều rất là quan trọng, đó là phải có trao đổi, có nên là trình trao đổi và là giao thức DeFi để chúng ta có thể hoán đổi những tài sản với nhau một cách nhanh nhất, để mỗi cá thể đều có thể làm sao chuyển đổi những tài sản của mình một cách nhanh nhất, xuyên chuỗi nhanh nhất. Thì ở SFChain này họ cũng có một trình trao đổi tài sản liên chuỗi, đó gọi là Finswap. Finswap này được gọi là một cái giao thức DeFi phi tập trung đó các anh chị, giao thức DeFi, một cái sàn giao dịch phi tập trung. Và điều đặc biệt hồi nãy chị vẫn nói câu chuyện là một giao thức DeFi có một cái phần rất là quan trọng, đó là phân cấp. Thì Finswap này được dựa trên nền tảng blockchain của SF, nên trình trao đổi tài sản liên chuỗi này họ cũng có một cái tính năng, đó là phân cấp hoàn toàn. Vậy thì với cái trình trao đổi tài sản chuỗi chéo này được phân cấp hoàn toàn giống như theo những cái tiêu chí mà nãy Fed đưa ra, thì chúng ta thật sự rất là may mắn để chúng ta bắt nhịp với một cái sàn phi tập trung Finswap này. Vậy thì nếu nếu chúng ta muốn hiểu hơn về Finswap như thế nào, FFB như thế nào, thì sau cái thông tin Chí đưa ra thì các anh chị sẽ có cơ hội hiểu sâu hơn tại sao là chúng ta phải tiếp tục với chúng ta chọn Finswap để phát triển, tại sao chúng tôi chọn FFB phát triển, tại sao chúng ta phải nắm bắt cơ hội với SFB lúc này, FFB lúc này với Finswap lúc này. Đấy, thì sau cái những thông tin Chí đưa ra thì các anh chị sẽ tiếp tục với cơ hội đó với một người em rất là giỏi và rất là nhiều kiến thức trong cái lĩnh vực này. Thì cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe một vài cái thông tin mà Chí đã gửi đến các anh chị. Đây là những cái thông tin về tổng hợp các anh chị ha, những thông tin về tổng hợp, một cái dữ liệu về tổng hợp, không phải là dữ liệu Chí đưa lên, mà Chí tổng hợp từ rất là nhiều nguồn dữ liệu, những cái thông tin báo chí cũng như là các tổ chức trên thế giới họ nói về DeFi. Thì những cái thông tin Chí chia sẻ đến các anh chị cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các anh chị cô chú đã dành thời gian
để tham gia buổi Zoom và lắng nghe, cũng như hy vọng các anh chị có được những cái thông tin bổ ích cho chúng ta trong thị trường crypto này, cũng như chuẩn bị cho cái xu thế sắp tới ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị. Thì chị xin nhường lại cho lời cho MC Lan Anh ạ. Cảm ơn tất cả anh chị.